Hello, xin chào mọi người nha. Bữa nay có hai thằng cu ở Sài Gòn về lại nhà chú Bảy chơi, nướng, đang chuẩn bị nướng mực với cá biển nhậu đó. Cu đó với cu kia về chơi. Đây một thau mực mọi người, mực tươi á với cá này. Cái gì mập hả? Mấy phanh cá mập nha mọi người, của thằng em nó ở ngoài Nha Trang nó gửi về, của bạn với nó nè. Giờ mình bưng ra ngoài này mình nướng. Đó, chú Bảy ông đang đốt than á. Gì? Sao ơi? Giờ chú Bảy ông bỏ mực lên nướng rồi mấy bạn. Chơi vô chú Bảy người ta. Đó. Một con này là 1 ký nè. Con mực nó 1 kg á. Đúng rồi. Vậy cu luôn. Ba ta ta. Quá hấp dẫn luôn. Dày ghê luôn rồi. Quá tài luôn. Bay mùi rồi cả nhà ơi, thơm quá. Ly ở chỗ đó. Trời ơi. Mời nước lên nè. Mực ốp sa tế siêu cay nha mọi người. Nào ăn được ăn. Wow. Dày ghê hôm nay. Ngon ghê. Nó bay lên nó mũi nồng luôn. Ơi. Nhảy mũi luôn. Cay. Tao đồ lấy 7 vít. Vụ đỉ mẹ mày. Đồ má nó mướn 1 ngày 1 triệu 6 năm, xe đi đáo chỗ 1 triệu 6 3 ngày là nhiêu? Cái đây người ta đi có 3 ngày là 4 triệu 8. Cô vô cái hậu bọng đổ. Cái đây nó chạy. Ta tốn 6 vít. Má ghiền giờ là quất cốc tướng mồi cho chín rồi quất cốc tướng à. Mọi người ơi, mọi người ơi, thơm quá trời rồi mọi người ơi. Vàng tươi rồi. Quá đẹp luôn. Thơm phức luôn. Mày thôi. Thôi cái đâu quay vô coi. Mày thôi về mày với Hùng Chí ai hơn này đủ má Hùng Chí lên uống cà phê với tao bạo luôn á. Sao? Tối ngày buổi sáng lên mà. Quay à. Tôi này được chạy nhiều chút nó đậu. Má lẽ quỳ ra nó đậu mẹ không kiếm được tiền chứ tôi chết rồi em biết. Thôi nào Hùng Chí sửa xe hả? Chí sửa xe hả? Mê lắm à, mê lắm á. Đủ ba đó, để tao kể mày nghe, lên hỏi tao nó giờ mua cái điện thoại, cái người điện thoại gì quay YouTube. Tao tao vừa mua cái nó 8 7 triệu vuông còn nó giờ anh lấy nó 8 thì chia là 9 triệu. Là đủ má mà nó 8 là còn bảo hành tới năm sau. Ngon quá mọi người ơi.
cái lần ăn hai lần nướng thôi, chứ đừng có nấu lẩu. Mời cả nhà cùng thưởng thức luôn nha. Mọi người ơi, mọi người ơi, mọi người ơi, vô. Được rồi. Đăng ký vậy. Tao chỉ coi đúng một món thôi. Đủ má bữa đó có cái món đó đúng vậy. Lẫn chiến lẻ, lẫn chiến nào. Vô. Mời anh em uống cùng luôn nha. Sam là quay mới đến nè. Này chú bà. Mới à. Này là nó hay á. Đãi nhậu mà con phát liêu. Ốc trộn nữa không? Ốc trộn nữa chạy về ngước lại. Đẹo. Mới vô có đưa nắng ra cả ba để chiếc chiếu đắp lên để lấy lối ba cái nhà mướn mà nhỏ khóc hụ. Má chơi vậy á. Mướn mẹ. Mướn lại à. Lại chơi chơi. Bán heo lấy lại mua mồi tôi phở vô kiếm tiền ăn chơi. Chơi vậy á. Tạo anh ấy lạ luôn. À bây giờ là tình hình đang sôi nổi cả nhà ơi. À, vô cái nè. Quá là vui luôn rồi. Ok. Dẹp nào đi. Quá trớn rồi, mọi người ơi, quá trớn rồi. Vô. 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 Vô lấy lại. Không mà ngày mới sáng có mặt cái dưới vui chú mơ được. Bao nhiêu con heo nè. Ơi chơi nhà tôi chơi mà lúc mà đụng má vui vui về thằng nha. Ngày mai nhạc hát trong đầu. Vô heo ngon làm như vậy. Đủ rồi. Thì món mới ăn có dưới nhiều. Mơ để nói mà nghe nè. Một tiếng bố là con heo. Nhưng mà làm là ai với ai với ai? Má thì giao cho ông má làm. Ở đây anh em có không? Thì ai có mặt cắt dưới thì có mặt đặt tên. Đó, một phút 30 giây mồi là tan nát luôn rồi mọi người ơi. Thì bạn cứ chơi dưới đi. Em có chưa có tính ba. Để tao nó nói em 50,000 còn nhiêu anh lo. Mọi người ơi, mọi người ơi. Chiến trường đang nóng bỏng. Bây giờ là chiến trường đang nóng bỏng nè. Gà hấp. Trời ơi. Kêu ngân á. Có số ổng không? Con gà. Quá thờ quá đất luôn rồi. Bây giờ là bia thì còn mà mồi thì hết. Quá trời quá đất rồi. Sài Gòn về nó muốn ăn cái món là gà hấp ngân. Bây giờ là quá trời quá đất rồi. Bây bỏ còn mà mồi hết. Bảy chiến trường hải hùng. Không hậu nó nói gà hấp ngân. Nói chung là cái gì à? Ăn thiếu mà. Gà hấp ngân. Gà hấp. Đưa nhau. Có
quê. Gà không có đậu gì. Tỏi là một đống luôn đó. Nói chung là ấp cái gì cũng được, đủ mà ấp gì ăn nấy. Ấp gì ăn nấy. Ừ, ấp gì ăn nấy. Dạ, đúng vậy, đúng vậy.